Nhà không có đất nhưng muốn trồng cây, cô gái tạo ra khu vườn trên nền gạch khiến tất cả trầm trồ. Do gia đình có chút khó khăn, không có đất canh tác, nhưng vẫn muốn cả nhà có đủ lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả để dùng hàng ngày. Thế nên, cô gái đã nảy ra ý tưởng vô cùng là táo bạo, trồng rau củ ngay trên nền gạch trước sân nhà. Cô gái tin rằng nơi nào mà cỏ mọc được thì rất có thể là rau củ cũng sẽ trồng được. Vì thế, tận dụng những khe hở nhỏ xíu ngăn cách giữa hai hàng gạch, cô gái đã gieo hạt và chăm sóc vườn rau của mình, trở nên cực kỳ là tươi tốt, cũng như là mang lại năng suất vô cùng là cao sau mỗi mùa thu hoạch. Thậm chí những củ cải còn bám chặt dưới nền đất đến mức là phải dùng hết sức mình mới có thể nhổ lên được. Nhìn vào vườn rau xanh mướt của cô gái, nhiều người đã không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Có thể tận dụng tất đất để mà biến thành tất vàng. Không ít người còn thi nhau vào học hỏi kinh nghiệm và cách thức canh tác vườn rau ngay trên nền gạch giống như cách làm của cô gái. Một số bình luận được mọi người để lại: công chăm còn to hơn của, chăm cây còn kỹ hơn cả chăm con, nể bà chị này ghê. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra với bàn tay và trí tuệ của con người. Mình trồng trên đất tơi xốp còn không lên nổi cây mầm, trong khi người ta trồng trên gạch đá mà cây vẫn xanh tươi, chán thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.